Ok, bây giờ mình sẽ review những chú khủng long này cho các bạn xem. Đây là những khủng long gì nha. Đấy, trước mặt mình là một khủng long màu vàng khá là to lớn. Đây là con khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, chú khủng long bạo chúa T-Rex Tyrannosaurus màu vàng siêu to luôn nha. Wow, nó có một cái màu vàng khá là đẹp đi các bạn. Đây là con khủng long mà đứng đầu kiểu thức ăn ở thời kỳ tiền sử sống ở kỷ Jura. Đây là khủng long bạo chúa T-Rex, các bạn nhìn rồi chị cái đó không? Cuối kỷ Jura chứ giờ đây, đẹp chưa kìa thấy không? Ok, tiếp theo là gì đây? Một chú khủng long nhỏ nhỏ đây các bạn. Đây, ở đây mình có một con khủng long nhỏ nhỏ khá là đẹp đi cho các bạn. Đây là chú Carlosaurus, theo gọi là khủng long đầu bò đấy các bạn. Con khủng long với hai cái sừng bò khá là nhọn luôn. Đấy, con này nó có một cái màu đỏ đỏ với cái lưng màu đen này các bạn, nhìn ngầu chưa kìa thấy không? Đây là chú Carlosaurus khổng lồ của mình thấy không? Đó, chú khủng long khá là hiếu chiến và nó có hung dữ luôn. Đây chúng ta có gì đó các bạn, Carlosaurus rất là nhiều chú khủng long. Bên đây mình có khủng long cổ dài Brachiosaurus. Và đây là con khủng long Brachio của bên đây các bạn. Một chú khủng long khá là to lớn với cổ khá là dài luôn nha. Đấy, ở đây mình có cả khủng long Brachio. Nó có một cái màu cam rất là bắt mắt luôn thấy không. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa kìa. Đây là chú Brachiosaurus của mình đây nha. Một con khủng long thuộc họ cổ dài khổng lồ. Con này nặng nó cả chục tấn đó các bạn. Đây rất là to lớn luôn. Mình có khủng long cổ dài Brachiosaurus đây rồi các bạn. Đây là con khủng long Brachio khổng lồ luôn các bạn. To chưa kìa, với cổ khá là dài và trọng lượng rất là to đấy nha. Kế bên đây là một con Brachiocephalosaurus, một con khủng long với cái đầu khá là cứng các bạn. Đấy, đây là con khủng long này nó khá là dị dạng các bạn, tại vì cái đầu nó nhô lên nhìn dị không? Đấy các bạn nhìn thấy bây giờ cũng khá là dị nó. Đây là con Brachiocephalosaurus nha, nó không có to quá mức như là mấy con khủng long T-Rex đâu các bạn. Con này nó khá là nhỏ đấy các bạn. Con này cao 1 mấy mét đấy các bạn. Đấy, một chú Brachiocephalosaurus khổng lồ. Nhưng mà sở hữu cái phần đầu rất là dày và rất là cứng luôn, nó hút chúng ta có một đàn Brachiocephalosaurus chạy ra là các bạn. Thấy không, nhìn ngầu chưa kìa. Vô cũng khá là thốn đấy. Oh wow, mình phát hiện được một chú Bayot các bạn. Đây là con khủng long ăn cá này các bạn. Con này nó bắt cá rất là giỏi luôn nha. Và nó có khả năng săn mồi nữa nha. Đây là con Bayot của mình đấy các bạn. Đấy, một chú khủng long nhìn khá là đẹp luôn nha. Đấy, đẹp chưa kìa thấy không? Con này mở miệng được đây. Đấy, đây là cái mô hình khủng long Mattel này các bạn. Nhìn rất là bắt mắt luôn thấy không? Quá ngầu luôn. Ở đây mình có gì đây? Amagasaurus. Có cả một con Amaga khổng lồ luôn kìa các bạn. Lưng của nó này không? Ấy, có những chiếc gai nhọn chỉ lên rất là ngầu luôn các bạn. Chúng ta có một con Amaga khổng lồ luôn thấy không? Wow, bốn cái gai đuôi của nó chỉ ra để các bạn nhìn ngầu chưa kìa. Chúng ta có một chú khủng long thuộc họ cổ dài khổng lồ Amagasaurus. Và đây là Amaga đây rồi các bạn. Chúng ta có một con khủng long Amaga khổng lồ luôn kìa các bạn. Đó, vậy nó ngầu chưa kìa. Bên đây là gì đây? Wow, một chú khủng long Galibinus các bạn. Ở đây chúng ta có cả Galibinus này. Đấy, nó gật cái đầu được nè, có cái nút bấm ở trên đây nè. Đấy, chỉ cần ấn vào và nó sẽ gật cái đầu xuống, nhìn rất là hay luôn này thấy không? Đấy, xịn chưa kìa, đây là con khủng long Galibinus của mình nha. Loài khủng long nhìn rất là giống loài đà điểu thời hiện đại của chúng ta luôn nha. Tốc độ chạy con này cũng khá là lẹ. Galibinus đây rồi các bạn, chắc tám con khủng long Galibinus khá là đẹp rồi thấy không? Đấy, nhìn đẹp chưa vậy? Anh chị. Wow, phát hiện thêm một chú khủng long bạo chúa T-Rex. Con này nó có một cái màu xanh vàng nhìn rất là bắt mắt luôn. Quầy gớt rồi. À, đây là con T-Rex của mình đây các bạn. Cái lưng của nó có màu vàng, mọi người, của nó có màu xanh lá cây nhìn đã mắt chưa kìa không? Đây là chú T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ. Nhìn ngầu chưa kìa không? Con mắt của nó màu đỏ này nhìn rất là xịn sò luôn thấy không? Ở đây chúng ta có một con T-Rex đây là các bạn. Khủng long bạo chúa khổng lồ luôn nghe không? Nhìn nó to thì các bạn. Đó, ngầu chưa kìa. Đây là con Therizinosaurus. Ở đây mình có cả khủng long Therizinosaurus đấy các bạn. Đây là con khủng long với bộ móng vuốt nha. Mà con này sao không lấy con móng vuốt đâu nhỉ? Đấy, loài khủng long này được dự đoán là có thể đứng cao lên tới cả 10 mét các bạn. Con khủng long Therizinosaurus khổng lồ với thằng răng này không? Đấy, con này có răng đấy nha. Rất là bự luôn các bạn. Con này rất là to lớn. Bây giờ sở hữu móng vuốt mà nó hạ được cả một con Giganotosaurus trong bộ phim Thế giới khủng long luôn ấy. Therizinosaurus đây. Khổng lồ đi nha thấy không? Wow, bộ móng vuốt khá là dài. Con này nó bự gần mặt con Brachio luôn các bạn. Rất là to lớn luôn kìa thấy không? Bên đây mình có gì đây các bạn? Brachiosaurus, một loài khủng long thuộc chi khủng long chi màu gần các bạn. Đấy, con này nó có một cái màu cam cam ở trên chấm chấm màu cam nhìn rất là bắt mắt luôn thấy không? Đấy, người của nó có màu vàng với xanh là chủ yếu này thấy không? Đấy, một con Brachiosaurus. Đây là loài khủng long ăn cỏ khá là thân thiện luôn các bạn. Con này chỉ ăn cỏ thôi mà nó có một cái màu sắc rồi đó là quá tuyệt vời luôn. Đấy. Ok, wow, trước mặt các bạn là một con khủng long T-Rex màu đỏ này đó. Đây là con Tyrannosaurus khổng lồ của mình đó các bạn. Đấy, nhìn nó bự chưa kìa đó không? Chúng ta có một con khủng long bạo chúa T-Rex khổng lồ luôn.
nó có những cái chấm chấm màu đen, sọc màu đen nhìn rất là bắt mắt luôn, thấy không? Đấy, cánh tay lại khá là ngắn đấy nha. Đây là chi khủng long bạo chúa cực kỳ hung dữ và rất là to lớn của mình, thì các bạn bự chưa kìa. Kẻ thống trị của Kizura. Bây giờ bạn T-Rex thì các bạn chúng ta cũng còn khủng long bạo chúa T-Rex Tyrannosaurus thì các bạn to chưa kìa. Wow, ở đây mình phát hiện được một chú thằn lằn sấm Pteranodon. Wow, là thằn lằn sấm khổng lồ với tốc độ bay khá là nhanh nha. Đây là con thằn lằn sấm của mình đấy các bạn. Đấy, nhìn đẹp chưa vậy không? Wow, chú thằn lằn sấm Pteranodon mình to vậy kìa không? Cái miệng nó há được nha các bạn, con này nó mở miệng được không? Đây, mở cái hay giờ hoặc là bấm trên này nè các bạn, có nút bấm này há miệng nè, xịn chưa kìa không? Đây là con thằn lằn bay Pteranodon khổng lồ của mình đấy không? Tốc độ bay khá là nhanh luôn nha. Thằng là bay với sợi cá lên 4m, đây là con Pteranodon các bạn, thằng là sấm khủng luôn đây. Đó, thấy to chưa? Một chú Spino khổng lồ các bạn, bay lưng nhìn dưới cánh mưa mà con này nó có một cái màu hồng khá đẹp luôn các bạn. Đây là con khủng lồ Spinosaurus của mình đấy các bạn. Ồ chưa kìa, với cái bay lưng nhìn như cái cánh mưa khá là lớn luôn nhờ. Đấy, con này nó có một cái màu hồng khá là lạ mắt đấy nha. Đấy là con khủng lồ Spinosaurus. Wow, một chú khủng lồ khá là to lớn với bay lưng này. Mình có một con khủng lồ Spino khổng lồ luôn các bạn, Spinosaurus. Nhìn dưới cánh mưa con này bơi dưới nước cũng khá là nhanh đấy nha. Bên đây là Stegosaurus, hay gọi là kiếm long Stego các bạn, với những chiếc gai trên lưng phải nói là rất là ngầu luôn này các bạn. Đó, nó có một cái màu xanh nữa này các bạn, nhìn đã chưa thấy không? Đây là chú khủng long Stegosaurus khổng lồ màu xanh dương của mình đấy các bạn, nhìn ngầu chưa kìa không? Cái màu này là màu xanh da trời nha, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Thấy cái lưng của nó toàn là những cái gai như cái ngói mái nhà ở nhà mình rất là. Và đây là con Stego, đây là các bạn xem nào, một con khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn các bạn. Đấy, lưng của nó gai nhìn như ngói nhà vậy. Wow, đây là Brachiosaurus các bạn, một phiên bản khủng long chim màu gần khá là thân thiện. Wow, con này nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với con khủng long Bara màu vàng hồi nãy nữa này không? Đấy, con này màu sắc được làm rất là chi tiết luôn nha. Thấy đã chưa, thấy không? Một chiếc khủng long khá là bắt mắt luôn này. Và đây là Brachiosaurus các bạn, con khủng long từ chim màu vàng Wow, phát hiện được một con khủng long Ankylosaurus. Ở đây chúng ta có một con Ankylo khổng lồ luôn kìa các bạn. Đuôi của nó này các bạn là một cái chùy khá là cứng với những chiếc gai nhọn luôn nha, thấy không? Đấy, lưng của nó gai nhìn như một con nhím khổng lồ ấy nha. Đây là con Ankylosaurus khổng lồ của mình đây. Lưng của nó có màu bạc thấy không? Nhìn đẹp chưa kìa. Người của nó có màu xanh dương nữa này không? Quá đã luôn, một con khủng long khá là. Mà đây là con Ankylo các bạn. Cái này mình có cả khủng long Ankylo khổng lồ đây các bạn, với những chiếc gai trên lưng vậy không? Đấy, như con nhím nha. Đẹp mắt nha. Và đây mình có gì đây, Violophosaurus. Wow, và đây là con khủng long Violophosaurus nha các bạn. Đấy, chúng ta một chú khủng long Violophosaurus. Ngầu chưa kìa, miếng mai trên đầu nó là các bạn, là một miếng mai khá là dày và cứng luôn nha. Người của nó này không? Đấy, nó có một cái màu cam khá là đẹp với những chiếc gai chỉ ra xung quanh, nhìn rất là bắt mắt luôn nè. Đây là con khủng long Violophosaurus. Wow, một con Violophosaurus như các bạn, nhìn to chưa kìa. Đây là con khủng long Violophosaurus khá là bắt mắt luôn kìa. Phát hiện một chú khủng long khổng lồ hơn, và đây là Indominus Rex các bạn, loài khủng long cực kỳ nguy hiểm, sống ở kỳ kỹ. Con này nó sống ở trong bộ phim chứ không có trong phim lịch sử các bạn. Đây là khủng long được lai tạo ra để xuất hiện trong bộ phim nha các bạn. Đó, nó là với con Giganotosaurus này, con còn tìm cái hết tàn đó, con Carnotaurus thì những chiếc gai nữa các bạn. Đây là con khủng long Indominus Rex, một loài khủng long cực kỳ nguy hiểm với khả năng đổi màu sắc như mặt tuột ở dưới biển đó các bạn. Nó đổi thành màu xanh, nó ngụy trang rất là giỏi luôn nha. Đấy, con này là xuất hiện được tại tiền sử lớn hạ gục cả mấy khủng long khác rồi các bạn, hơn là nó không có người tiền sử nha. Cho con Indominus Rex đây các bạn. Đấy, chúng ta một con Indominus Rex trong màu xanh. Và đây là Ceratosaurus, hay gọi là giác long Ceratosaurus. Wow, con này gọi là giác long vì nó có một cái sừng duy nhất ở trên phần đầu vậy nè các bạn. Một loài khủng long và nó cùng với con Allosaurus này, với con gì ta, hình như là con dị long với các bạn. Đấy, hai con thống trị cái kỹ như nào ở trong thời tiền sử nha. Đây là con khủng long Ceratosaurus của mình đây, một loại khủng long khá là mạnh đấy chứ không có yếu đâu. Đó, nhìn dáng của nó thấy không, đẹp chưa kìa, quá xuất sắc. Bên đây là một con chim kinh go với cả một con khủng long chim kinh go đi các bạn. Con này sở hữu gai nó khá là lạ luôn thấy không, con này có chủ yếu là hai cái gai nó chỉ ra hai bên vậy đấy các bạn. Đấy, người nó sẽ ít gai hơn con Ankylo, và đây là con chim kinh go Sora cái mình. Và đây chúng ta có cả chim kinh go Sora đây các bạn, một con khủng long với khá là nhiều gai trên lưng luôn. Đấy, chúng ta một con chim kinh go khổng lồ đây các bạn, con này cũng khá là to nha.
Thành Thắng Triceratops bá sừng, con này có màu xanh đây các bạn, đây là khủng long bá sừng Triceratops khá là to lớn của mình đây các bạn. Đấy, cái người của nó có màu đỏ này, cái chấm chấm màu đỏ nhìn đẹp mắt chưa kìa, dạ rất là. À, và đây là khủng long bá sừng Triceratops thời tiền sử của mình đây các bạn, một trong những loài khủng long rất là nổi tiếng. Triceratops đây rồi các bạn, chúng ta một con khủng long bá sừng Triceratops nha các bạn, cái sừng khá là nhọn luôn kìa. Bên đây là một con Stego khổng lồ, bên đây là con khủng long kiếm long Stegosaurus các bạn. Con này nó có những cái gai nhọn nhìn đã chưa. Đấy, cái lưng của nó có màu xanh lá cây và người của nó có màu tím tím nha các bạn. Đây là chú khủng long Stego khổng lồ của mình đây. Đấy, một con khủng long khá là to lớn. Con này cũng xuất hiện khá là nhiều trong những bộ phim về thế giới khủng long các bạn, tại vì nó rất là nổi tiếng luôn và được một tìm thấy là một loài khủng long được tìm thấy trên trái đất nên nó khá là wow. Stegosaurus khổng lồ, kiếm long Stego khá là to lớn luôn các bạn. Đó, to chưa? Nổi luôn á. Ở đây mình có cả một con T-Rex Tyrannosaurus phiên bản khủng long bạo chúa chi tiết cực kỳ luôn nha. Đó, làm rất là nét luôn này, thấy không? Này chúng ta một chú khủng long bạo chúa T-Rex Tyrannosaurus khá là đẹp mắt luôn. Đó, nó có một cái màu cam khá là đẹp, bây giờ răng này làm rất là tỉ mỉ, thấy không? Cái phần răng nó rất là bén đó nha. Con này trắng các bạn. Không, và đây là con khủng long bạo chúa T-Rex đây các bạn. Đấy, chúng ta một con T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ luôn các bạn. Khá là đầu ấy. Ok, bên này là gì đây? Wow, phát hiện được một chú khủng long Spino. Và đây là con khủng long Spino của mình đây các bạn. Ấy, chú khủng long này khá là to luôn này ha. Đó, với cái bay lưng có thể cao lên đến 6,7m nữa, tính ra cả phần vây của nó nha các bạn. Đây là con khủng long có thể săn mồi được cả trên bờ lẫn dưới nước luôn. Đó, không biết con này có thể thống trị thế giới thiên sử không nhỉ? Cũng khá là bự nha. Ok. Mosasaurus đấy rồi, wow, chúng ta có một con thằng lằn biển Mosasaurus các bạn. Đấy, nhìn đẹp chưa kìa, thấy không? Lưng của nó gai không mà gai này sẽ dọc xuống tận đuôi luôn nè. Đó, đây là thằng lằn biển Mosasaurus khổng lồ của mình đấy các bạn. Con này nó màu xanh rất là đẹp mắt luôn, thấy không? Răng rất là bén đó nha. Đó, xịn chưa? Wow, thương lòng mưa. Mosasaurus đây rồi các bạn, chúng ta có một con thằng lằn biển Mosasaurus khổng lồ luôn, thấy không? Đó, nhìn to chưa kìa. Mosasaurus. Monolophosaurus. Ồ, ở đây mình có cả khủng long Monolophosaurus đây các bạn, một loài khủng long sống ở thời kỳ của con khủng long Dilophosaurus các bạn, nó khá là giống con Dilophosaurus luôn nha, để lát mình kiếm con Dilophosaurus cho các bạn xem. Đấy, nhưng mà con này nó không có hai cái mang như con Dilophosaurus, con này nó chỉ có cái phần đầu này thôi các bạn. Đấy là con khủng long Monolophosaurus. À, và đây là con Monolophosaurus đây rồi các bạn, chúng ta một con khủng long Monolophosaurus thì các bạn nhìn to chưa kìa, thấy không? Đó, gầu chưa? Đấy, nhìn khá là đẹp nha. Đấy, con Dilophosaurus đây rồi, và đây là khủng long Dilophosaurus. Đó các bạn, hai cái này nó phình ra để không? Đấy, hay chưa? Đấy, gặp vô đây. Đó, đây là cơ chế đe dọa và phòng thủ của nó nha các bạn. Đây là con khủng long Dilophosaurus. Đây nha, có cái gì trong lưng này các bạn? Đây, mình kéo lên thử nha. Dilophosaurus đây rồi các bạn, chúng ta một con khủng long Dilophosaurus. Con này nó có hai cái màng phình là các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa. Trên lưng nó có cái miếng gì đây nè. À, thì ra đây là cái cóp các bạn. Đấy, khi mình quét là chúng ta sẽ lấy được con khủng long Dilophosaurus trong một cái game khủng long của Hotel hay gì đấy các bạn. Đấy, ok. Oh, wow, Lego Spino các bạn. Wow, ở đây mình có cả một con Lego Spinosaurus các bạn ha. Đẹp chưa kìa, đây là chú khủng long Lego Spino của mình nha các bạn. Con này có màu xanh trắng nhìn khá là bắt mắt đấy nhờ. Đây là chú khủng long Spino khổng lồ đấy không? Rằng là... Oh, đây là con Spino đấy các bạn. Đấy, con này có vẻ luôn, nhìn như cái cánh mượt đấy không? Nhìn nó to chưa kìa. Xịn chưa các bạn, đây là con khủng long Spinosaurus khổng lồ. Wow, một khung phiên bản khủng long bạo chúa màu đỏ nha các bạn, đây là T-Rex Tyrannosaurus màu đỏ. Đó là khủng long bạo chúa T-Rex đây. Đấy, nhìn đẹp chưa kìa, đâu đấy. Con này nó có màu đỏ khá là đẹp nhỉ. T-Rex đây là các bạn, đây là con khủng long bạo chúa này không, gặp được cắn nhau rồi các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đó, thấy chưa? Amagasaurus khổng lồ đấy các bạn, đây là phần lưng gai này không? Đấy, các bạn thấy phần lưng gai của nó này không? Nhìn rất là đẹp rồi nha. Đó, nên có một cái màu đỏ khá là đẹp, thuộc họ khủng long cổ dài với những chiếc gai nhọn chỉ ra xung quanh, nhìn rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đây, đây là Amagasaurus đấy các bạn. Đây, Amagasaurus với những cái gai nhọn là các bạn. Đó, to chưa? Là Amagasaurus khổng lồ của mình này, gai không là gai nữa này. Rachio đây rồi, chúng ta một con khủng long cổ dài Rachiosaurus màu cam khổng lồ luôn. Và đây chú Rachio khổng lồ của mình đấy các bạn, với trọng lượng lên tới mấy chục tấn luôn, các bạn có thể lên đến cả trăm tấn. À, không, nó không lên tới trăm tấn được, trăm tấn là mấy con khủng long dạ mà mình chi được rồi. Đây là con Rachiosaurus, nó sở hữu chiếc cổ khá là dài luôn nha. Khủng long cổ dài của mình đây các bạn, Rachiosaurus đây các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đó,
nhìn nó xịn chưa vậy các bạn. Khủng long bá sừng Triceratops. Wow, và đây là phiên bản khủng long bá sừng Triceratops khá là đặc biệt luôn. Nó được làm cực kỳ chi tiết luôn nha các bạn. Có phần lưng có cái nút bấm này bắt đầu này. À, mình ấn vào lưng nó sẽ gật được cái đầu. Và đây là con khủng long Triceratops khổng lồ nha, nhìn nó đẹp chưa? Đây. Triceratops đây rồi các bạn. Chúng ta một con khủng long bá sừng Triceratops màu đỏ đây các bạn, nhìn đẹp chưa? Quá ngầu mới là to luôn. Phiên bản Lego T-Rex. Vậy có vẻ cái hàm nó bị biến mất rồi các bạn. Có vẻ là mình sẽ tìm kiếm cái hàm của nó sau nha. Đây là con T-Rex phiên bản Lego này cũng khá là đẹp nha. Có cái màu khá là bắt mắt giờ đây là T-Rex Lego sẽ lớp đây. Và đây là Ankylo đấy các bạn. Đó chứ là Ankylo sâu rất khổng lồ nè. Lưng gai của nó này không. Đuôi của nó là cái chùy rất là cứng đấy nha các bạn. Người của nó có bằng tím đấy thấy không. Đây là con khủng lồ Ankylo khổng lồ của mình này. Ồ chưa kìa, bây giờ chiếc gà như gà dím á nha. Có cả anh kilo nữa kìa, một con khủng long gà anh kilo sửa lắm vậy các bạn. Đấy, nhìn nó to chưa kìa. Khổng lồ luôn. Đấy, bên đây là gì đây các bạn. Wow, một chú khủng long Styraco 5 sừng các bạn. Các bạn khủng long Styraco 5 sừng là vì nó có 5 cái sừng hai bên này các bạn. 1, 2, 3, 4 này. Đấy, trên đấy có 2 cái sừng chỉa ra đấy các bạn. Mà đây, con khủng long này nó bị che mất tiêu rồi. Cái phần này không gọi là sừng nha các bạn. Cái này người ta không gọi là sừng của nó. Mình không biết tại sao đấy. Nếu mà gọi là khủng long biết con Styraco đây là các bạn, chúng ta một con khủng long Styraco sau lết như các bạn, vậy nó đẹp chưa các không, đó to chưa chưa sừng nhỉ. Dilophosaurus đây, chúng ta có khủng long Dilopho đây là con khủng long với hai cái này đây phần ra đây không nè. Đây chúng ta có cả khủng long Dilophosaurus như các bạn, hai cái này nó phình ra đẹp chưa kìa thấy không, quá ngầu luôn với những cái màu sắc. Đây là con Dilopho đây rồi các bạn, chúng ta một con khủng long Dilopho, con này có hai cái mang phình ra rất là đẹp bây giờ không, quá ngầu chưa, khá là bắt mắt nữa nha. Ok, phát hiện được một con Stegosaurus và đây là con khủng long Terry của mình đây các bạn. Là khủng long sở hữu bộ móng vuốt khá là bé cái luôn nha, thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đây là con khủng long Stegosaurus khổng lồ của mình này. Đó, các bạn thấy phần móng vuốt của nó là khá là nhọn luôn này ha. Người của nó có màu tím tím, đỏ đỏ, xanh xanh cái này không? Nhìn đẹp chưa? Là con Terry đây rồi. Con khủng long Terry khổng lồ kìa. Đó, nhìn nó to chưa kìa. Wow, phiên bản khủng long cổ dài khổng lồ đây rồi. Wow, một phiên bản khủng long Ratio siêu to lớn luôn kìa các bạn. Bự chưa kìa, đấy không? Đây là con khủng long cổ dài Ratiosaurus, phiên bản cực kỳ ngầu của mình đây nhờ. Khủng long cổ dài Ratio đấy các bạn. Chúng ta một con khủng long cổ dài khổng lồ Ratio. To chưa kìa. Bộ khá là dài và to nữa chứ. Bên đây là Stego à. Đây là kiếm long Stegosaurus các bạn. Một con khủng long khá là nhiều gai các bạn, nhìn bắt mắt chưa kìa đấy không? Đó, nhìn đẹp chưa kìa, lưng gai không là gai nữa nha. Và đây là T-Rex Tyrannosaurus, một con khủng long bạo chúa màu đỏ khá là bắt mắt. Hồi nãy chúng ta có một con màu vàng, rồi bây giờ chúng ta thấy thêm một con màu đỏ này các bạn, nhìn đẹp chưa thấy không? Đấy, ngầu quá nha. Ok, mình thu thập được khá là nhiều cái chú khủng long ở đây. T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ các bạn, chúng ta một con khủng long bạo chúa siêu to lớn T-Rex đây các bạn, nhìn nó ngầu chưa nha. Các bạn, ngầu chưa?